Nếu như phần đông tín đồ ẩm thực Việt đã quen ăn lẩu băng chuyền trong các nhà hàng lớn với hình ảnh dây chuyền chuyên nghiệp tiện nghi, thì nay vừa mới xuất hiện một quán lẩu băng chuyền nước độc lạ tại Bình Dương. Quán này hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Chủ nhân của quán lẩu băng chuyền nước này là anh Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1991, quê thành phố Cần Thơ. Là một người con lớn lên ở vùng sông nước miền Tây, anh Linh luôn khao khát xây dựng một quán ăn mang phong cách riêng biệt của bản thân, đồng thời mang đậm dấu ấn của quê hương. Đó là lý do quán lẩu băng chuyền nước mang hình ảnh cây nhà lá vườn này ra đời. Lúc đầu á, mình cũng ở Việt Nam thì chưa có ai làm đâu, cũng có cái suy nghĩ là anh là người nông, cho nên là ngay ở quê hương là đã có dòng chảy rồi, chứ không phải là lên Bình Dương mới làm. Cho nên lên đây thì anh muốn mang cái gì đó nó đậm chất quê hương hơn, cho nên nhìn anh làm nó cũng khá lúa. Anh Linh cho biết anh mất 3 tháng để hoàn thành quán lẩu, từ khi nảy ra ý tưởng thiết kế đến khi xây dựng xong và mở cửa. Khâu khó nhất đối với anh là phải nghiên cứu dòng chảy của nước để băng chuyền hoạt động. Trước khi hoàn thiện động cơ băng chuyền, anh đã làm cháy 4 mái bơm nước, đồng thời bỏ ra rất nhiều thời gian để mài mò, nghiên cứu lực nước, lượng nước, tốc độ đẩy nước. Sau khi hoàn thành, quán chỉ cần một máy bơm nước trợ lực cho 3 dãy băng chuyền. Đồng thời, mỗi lần băng chuyền hoạt động có thể vận chuyển khoảng 400 cái mâm với hơn 50 món ăn. Ngoài ra, việc vệ sinh nước, vệ sinh băng chuyền cũng được nhân viên quán chú trọng làm hàng ngày. Đồ ăn thì phải đảm bảo vệ sinh, cũng như buôn bán thì ở đâu cũng vậy. Thực phẩm nó đảm bảo là cái điều đầu tiên. Với lại về phần vệ sinh thì băng chuyền anh sẽ cho vệ sinh mỗi ngày. Cứ hết giờ ta ăn ca thì các bạn nhân viên cũng phải lau chùi sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Thay mỗi ngày cứ buổi chiều thì đầu giờ chiều anh sẽ bơm vào. Bơm vào thì nó mất cũng khoảng 2 tiếng nó mới đầy. Rồi cuối giờ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi thả nước ra, ngày hôm sau lại bơm tiếp tục vào. Đối với anh Linh, điều bất ngờ nhất có lẽ là sau khi bắt đầu mở cửa hoạt động, quán được khách hàng rất thích và đến ủng hộ quán rất nhiều, hơn cả những gì anh mong đợi. Qua video anh Linh đăng tải lên mạng xã hội và được mọi người lan tỏa mạnh mẽ, quán lẩu băng chuyền nước được đông đảo tín đồ ẩm thực biết đến. Nhiều người đã lặn lội từ xa đến chỉ để trải nghiệm quán lẩu độc đáo này. Hôm nay là cái lần đầu tiên mà mình đi thử cái quán lẩu băng chuyền nước này để trải nghiệm. Khi mà hôm nay đến đây thì cái cảm giác đầu tiên là thấy nó lạ, với lại nó hơi thú vị một xíu. Nếu như mà thường thường mình đi ăn lẩu băng chuyền ở ngoài thì giả dụ như là nó chuyền theo một cái hàng dài chứ không có được chuyền bằng nước mà nó như vậy. Nên là ở đây khá là đặc biệt. Mấy lần đầu tiên qua ăn thử cho biết á, thấy nó độc đáo, thấy nó khác mấy chỗ khác, thấy toàn là băng chuyền không à, chưa thấy chuyện nước, mới thấy mới lợi cho biết. Quán lẩu băng chuyền nước này có tổng cộng 14 nhân viên, trong đó có 8 nhân viên phục vụ và 6 nhân viên làm bếp. Quán hoạt động từ 16 giờ đến 23 giờ. Ngoài phục vụ món lẩu, quán còn phục vụ đồ nướng với các mức giá khác nhau.